bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm. Với áo đầm thùng thăng em bước đi lòng anh xuyến xao. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cùng được chuyện trò. Này nhà bé ở đâu cho anh xin tiễn em chung đường. Làm sao anh yêu em yêu thật lòng mà. Ngày đầu khi mới gặp em anh như người say quyền lối về nhà. Thật lòng yêu sớm vậy sao, ai thèm tin, ai thèm nghe anh nói. Thật là chẳng biết làm sao khi ta quen đã bao ngày rồi. Mà ngại chi hỡi người ơi sao không cùng nhau xanh bước chung đường. Nhà thì cũng đến rồi thôi, xin chào anh, mai gặp nhau anh nhé. Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm. Thì không áo đầm tung tăng em bước đi lòng anh xuyến xao. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cùng được chuyện trò. Này nhà bé ở đâu cho anh xin tiễn em chung đường. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng. Sao lại nói thế? Chỉ nhà người ta xin tránh ra nhường em lối đi. Mà nhà em thích là có em... Và ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn đại diện cho quan viên phái đoàn Hò Nhà Trai. Bác trưởng đoàn đại diện cho quan viên phái đoàn Họ Nhà Gái xin được trân trọng kính mời hai bác hãy đứng dậy để bắt tay kết tỉnh thông gia ngay từ giờ phút này. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo vỗ tay thật lớn thật nồng nhiệt để chúc cho tỉnh thông gia của hai gia đình mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững. Chúc cho cô dâu và chú rể hạnh phúc trăm năm, tỉnh viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê và sớm sinh quý tử. Và để tiếp theo chương trình thì ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn đại diện cho quan viên phái đoàn Họ Nhà Trai sẽ có đôi lời phát biểu với các cụ các ông bà đại diện cho quan viên phái đoàn hai họ. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa ông đại diện cho Họ Nhà Gái, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà đại diện cho hai họ và các vị khách quý quan viên hai họ. Sau một thời gian, cháu Phong và cháu Quỳnh yêu nhau, được sự đồng ý của hai gia đình, của hai họ. Hai gia đình chúng tôi đã chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi cùng với các ông bà là ông, bà, cô, dì, chú, bác của cháu Phong đã đưa cháu Phong sang đây. Trước tiên là để xin phép các cụ được làm lễ gia tiên và sau đó xin được đón cô dâu về bên nhà trai để làm lễ. Lời đầu tiên, thay mặt cho họ nhà trai, tôi xin được cảm ơn sự đón tiếp của các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái với đoàn đưa rể đón dâu của họ nhà trai chúng tôi. Để tiếp theo chương trình, trước khi vào phần thính lễ, xin phép các cụ, các ông, các bà cho tôi được giới thiệu một số các ông các bà trong đoàn đưa rể đón dâu của nhà trai. Tôi là ông chú của cháu Phong, là trưởng đoàn. Và bà Khoai là bà cô của cháu, là phó đoàn. Và sau sẽ chịu trách nhiệm xin đấy. Xin mời bà Khoai đứng lên cho các cụ nhìn thấy đó. Vâng. Và bà Hoa ở xa kia là bà bác ở vế bên nhà mẹ của cháu. Đây, bên bà Hoa đến đây rồi. Chúng tôi giới thiệu từ các đoàn công bà cao mà. Và bác Dũng, đây là bác ruột của cháu. Bác Dũng đứng lên cho mọi người biết ạ. Và chú Mừng, đây là chú của cháu ở bên thúc bá, chú của cháu Phong ạ. Và cô Hiến này là cô của cháu về bên nội tộc. Bà Hương là bà bác bên thúc bá là vợ ông Hảo. Và cô Hằng này là cô của cháu Phong. Và thế tôi cũng chỉ giới thiệu qua một số công các bà thế thôi. Còn bây giờ để vào phần lễ nghi theo phong tục truyền thống của các cụ, trước hết thì xin mời ông đại diện của họ nhà gái nhận cho nhà trai một chắp dầu trăm
Theo phong tục của các cụ ở Châm Khê để lại, cháp dầu trăm này là để xin phép cho chú rể được làm lễ gia tiên, và dầu trăm cũng là cầu chúc cho các cháu được trăm năm hạnh phúc. Xin mời cụ đại diện nhận cho nhà trai cháp dầu trăm ạ. Vâng, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn thật nhiệt để chúc mừng. Được đứng bởi cạnh giàn trầu vẫn viết, để cao non sánh với trầu vàng, cao non kết bạn, trầu vàng kết duyên. Và ngày hôm nay, đôi bạn trẻ đã chính thức kết duyên nên vợ thành chồng. Và xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của bác trưởng đoàn, đại diện cho quan viên phái đoàn họ nhà trai. Và để tiếp theo chương trình thì ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn, đại diện cho quan viên phái đoàn họ nhà gái cũng có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa gia đình nhà giai, thì hôm nay là được ngày lành tháng đẹp, thì gia đình nhà giai có lễ chầu, thì đại diện cho gia đình nhà gái cũng đã nhận cái dầu và cũng cử gia đình là lên thắp hương là bên bàn thờ gia tiên cũng là tổ phụ để chứng nhận cho cháu hôm nay là được làm rể ở gia đình chính thức. Vâng. Thế còn vào cái chương trình thì hôm nay là tiếp phái đoàn của nhà giai, thì hôm nay là trong của hai bên có ông bà là thân sinh ra ông ngoại và ngoại cháu. Đấy. Hai là thì xin giới thiệu với này gia đình nhà giai là có các bà nhà tôi bên ngoại ở Hà Nội hôm nay cũng về là dự cái lễ thành hôn của các cháu là bên Hà Nội, thì là bên cô Đào người kia các bà thì, vâng, cái giới thiệu. Vâng. Thứ ba là có ông Thọ và bà Bằng là bố mẹ của cháu nuôi cháu Quỳnh, cũng là dự cái lễ ngày hôm nay. Xin tiếp gia đình nhà giai, xin chân thành cảm ơn gia đình nhà giai. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của bác đại diện cho quan viên phái đoàn họ nhà gái. Và một lần nữa đề nghị toàn thể quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn thật đồng nhiệt để chúc mừng hạnh phúc cho đại gia đình, cũng như là chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, và được sự đồng ý nhất trí của hai bác trưởng đoàn, đại diện cho quan viên hai họ, hai dòng tộc và hai họ bốn nhà, thì xin được trân trọng kính mời chú rể Trọng Phong hãy vào khán phòng để đón cô dâu Xuân Quỳnh để trở về với trung tâm tổ đường để cùng làm lễ thắp hương gia tiên, để cùng dâng lên những nén tâm hương thơm nhất, để kính cáo gia tiên, để tổ tiên chứng giám cho đôi bạn trẻ chính thức nên vợ thành chồng. Và xin được trân trọng kính mời các cụ, con, cô, bà đại diện cho quan viên hai họ hãy cùng trở về với tổ đường để cùng chứng kiến nghi thức của đôi bạn trẻ hãy cùng thắp hương gia tiên. Xin được trân trọng kính mời. Em sẽ đi đâu? Thế à? Ngày mai lớn lên đi, em sẽ trao anh trái tim này. Cái này thì nữa. Thật là chẳng biết làm sao, anh yêu em yêu thật lòng mà. Ngày đầu khi mới gặp em, anh như người say quyền lối về nhà. Thật lòng yêu sớm vậy sao? Ai thèm tin, ai thèm nghe anh nói. Thật là chẳng biết làm sao, khi ta quen đã bao ngày rồi mà ngại chi hỡi người ơi, sao không cùng nhau sánh bước chung đường. Nhà thì cũng đến rồi thôi, xin chào anh, mai gặp nhau anh nhé. Con nhà ai sao mà khéo xinh, con bà ai sao mà khéo đẹp. Để lòng ai nhớ nhung, cho lòng ai bồi hồi sao suy. Trong giấc mơ ôm ấp bóng hình, đem lại về mong nhớ tương tư. Lòng ngậm ngùi, tình vương vấn, xin yêu em yêu mãi muôn đời. Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm, với áo đầm tung tăng em bước đi lòng anh xuyến xao. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cũng được truyền cho. Này nhà bé ở đâu cho anh xin tiễn em chung. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, và liên tục trở lại với chương trình thì đôi bạn trẻ đã trở về với tổ đường để cùng làm lễ thắp hương gia tiên, để dâng lên những nén tâm hương thơm nhất, để kính cáo lên gia tiên, để cho tổ tiên chứng giám cho đôi bạn trẻ chính thức nên kết duyên nên vợ thành chồng. Và để tiếp theo chương trình thì ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu bác trưởng đoàn, đại diện cho quan viên phái đoàn họ nhà gái sẽ tiếp tục có đôi lời phát biểu.
Kính thưa các cụ, các ông, các bà đại diện cho gia đình nhà gái đấy, và các ông, các bà đại diện cho nhà trai đấy, được sự nhất trí cũng như là giới thiệu thì gia đình có tổ chức là hai cháu Phong và trong cái đơn thân với gia tiên, thì các cháu đã làm cái thủ tục xong cái lễ gia tiên ở gia đình đại diện cho gia đình nhà gái. Hôm nay chúng tôi gọi là nhận cháu Phong là cháu rể của gia đình chúng tôi, xin chân thành cảm ơn. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hương, biết chi nhà người ta xin tránh ra nhường em lối đi, mà nhà em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bình đo, hẹn ngàn mai lớn lên đi, em sẽ trao anh trái tim này. Thật là chẳng biết làm sao, anh yêu em yêu thật lòng mà, ngày đầu khi mới gặp em anh như người. Kính thưa ông đại diện cho họ nhà gái, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà đại diện cho hai họ và các vị khách quý gần xa. Được sự đồng ý của các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái, cháu Phong đã được làm lễ gia tiên và đã được ông đại diện của họ nhà gái chính thức nhận từ nay cháu là con rể của ông Dũng và Luân và là cháu rể của các cụ trong dòng họ Lê. Thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các cụ đã cho cháu được làm lễ gia tiên và nhận cháu chính thức là con rể của gia đình và là cháu rể trong dòng họ. Để tiếp theo phần nghi lễ theo phong tục của các cụ để lại, bên họ nhà trai có ủy nhiệm cho bà Khoai là có một cây dầu xin dâu, là xin rồi mời bà Khoai có vài lời thưa chuyện với các cụ bên họ nhà gái. Kính thưa quan viên này ạ, tôi là được nhận cái trọng trách là lên cùng với bác anh tôi, hai anh em tôi lên thay mặt cho dòng tộc lên trước là cảm ơn tất cả gia tộc bên nhà gái đã đón tiếp anh em tôi rất là nồng nhiệt, chúng tôi xin cảm ơn. Và bây giờ và còn phần tôi thì tôi được giao cái trọng trách là tôi hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt và cũng là ngày mà hai gia tộc của chúng ta cũng là ngày lo cho các cháu được hoàn tất, được gánh cái trách nhiệm là đến ngày hôm nay cũng là xong. Thế tôi là cũng xin có một cơ dầu để lên là xin gia tộc bên họ nhà gái cho tôi hôm nay được đón cháu dâu của chúng tôi về. Trước là làm dâu vợ chồng cháu anh Hòa, sau nữa là làm dâu của dòng tộc chúng tôi. Chúng tôi từ ngày hôm nay là chúng tôi nhận chính thức cháu dâu của chúng tôi và hôm nay tôi thay mặt dòng họ là tôi lên tôi xin dòng tộc nhà gái là tôi được đón cháu chính thức đón cháu chúng tôi về làm dâu. Và trước khi tôi đón cháu dâu tôi về, tôi cũng có một lời chúc cho hai cháu của chúng tôi là sống trăm năm hạnh phúc. Và cả một cuộc đời, lúc nào hai cháu của chúng tôi cũng có một miền, cũng có một miền vui và lúc nào cũng được hạnh phúc trong cuộc sống. Và tôi cũng xin hết ý kiến ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời bác phó đoàn đại diện cho quan viên phái đoàn họ nhà trai sẽ trao cơ chầu xin dâu cho bác phó đoàn của quan viên phái đoàn họ nhà gái để chính thức quan viên phái đoàn họ nhà trai được đón cô dâu Xuân Quỳnh trở về với trung tâm khán phòng hôn lễ của gia đình quan viên phái đoàn họ nhà trai để cùng tổ chức chương trình đại lễ thành hôn được đúng thời gian theo quy định của gia đình. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý và đôi bạn trẻ đã trở về với tổ đường để cùng làm lễ thắp hương gia tiên xong thì xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng hiện diện để mời nước mời chầu các cụ xong rồi thì xin mời chú rể và cô dâu hãy cùng hiện diện trở về với trung tâm sân khấu của ban tổ chức để cùng ra mắt toàn thể quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, để bày tỏ tình cảm nồng nàn của mình đối với sự hiện diện của toàn thể quý vị, xin mời những người thực hiện chương trình cũng như là cô dâu và chú rể hãy cùng nghiêng mình để cúi chào toàn thể quý vị đại biểu khách quý. 1, 2, 3 lời chào bắt đầu đi ạ. Vâng, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn đồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, đúng là cô dâu thể má đỏ hay hay mà đi cùng chú rể thì vương tơ sợi chỉ nay đã luồn vào kim. Và chú rể năm tháng đi tìm,
ngày hôm nay, nguyện trao cả trái tim thắm hồng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, với niềm hân hoan xúc động trong ngày vui, ngày phúc trọng đại của đứa bạn trẻ ngày hôm nay, thì đứa bạn trẻ đón nhận được rất nhiều những tình cảm, đó là những món quà, những kỷ vật thiêng liêng của đại gia đình trong buổi chiều ngày hôm nay để trao tặng cho đứa bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông bà ngoại, hãy hiện diện trở về với trung tâm sân khấu để trao những món quà, những kỷ vật thiêng liêng cho đứa bạn trẻ những ngày vui ngày hôm nay. Sau món quà của ông bà ngoại là món quà của mẹ và em trai. Vậy xin được kính mời đại gia đình mình hãy cùng chuẩn bị ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, trên sân khấu lúc này là sự hiện diện của ông bà ngoại trong ngày vui ngày phúc trọng đại của hai cháu. Ông bà có những món quà, có những kỷ vật thiêng liêng để trao tặng cho hai cháu, coi đây là hành trang để cho hai cháu cùng tay chương tay xây dựng một lâu đài tình ái. Và cũng xin được đỡ lời cho cô dâu và chú rể, xin được kính chúc cho ông bà luôn luôn mạnh khỏe, sống bách niên dài lão, là điểm tựa vững vàng cho các con các cháu về sau. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông bà rất nhiều. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời mẹ và em trai ạ. Vì thời lượng cũng có hạn, để xin được mời đại gia đình mình có những món quà thì cũng hãy chuẩn bị thật là khẩn trương ạ. Vì đúng 14 giờ kém 5 phút thì đại gia đình quan viên phái đoàn Họ Nhà Trai sẽ chính thức đón cô dâu Xuân Quỳnh trở về với trung tâm khán phòng hôn lễ của gia đình để cùng tổ chức chương trình đại lễ thành hôn cho đứa bạn trẻ được đúng giờ hoàng đạo. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, giờ hoàng đạo là giờ lắm gạo nhiều tiền, là giờ để cho cô dâu và chú rể được giàu nhất làng và sang nhất phố. Vâng, xin được trân trọng kính mời món quà và kỷ vật của mẹ và em trai. Sau món quà kỷ vật của mẹ và em trai là món quà của ông bà nội nuôi của cô dâu ngày hôm nay. Vâng, xin mời ông bà nội nuôi ạ. Sau món quà của ông bà nội nuôi thì xin được trân trọng kính mời sự hiện diện món quà của bố mẹ nuôi của cô dâu Xuân Quỳnh cũng chuẩn bị ạ. Sau món quà của bố mẹ nuôi thì xin được trân trọng kính mời ông bà bác chiên nấu ạ, cũng chuẩn bị đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, trên sân khấu lúc này là sự hiện diện của mẹ cô dâu để trao những món quà, những kỷ vật thiêng liêng. Vâng ạ, vừa rồi kính thưa hai giới các cụ, hai họ, ba bè bốn bên ạ, kính thưa tất cả các cô, các chú, các bạn và các cháu ạ. Trong ngày vui của hai con, cho cháu được xin là xưng là cháu ạ, bởi vì trong nhà thì còn rất là nhiều các cụ. Và trước khi cháu trao món quà cho hai con của cháu thì cháu cũng xin có một vài lời cảm ơn tất cả các cụ, toàn thể dân làng, hàng xóm, bạn bè đã nhiệt tình với mẹ con nhà cháu trong suốt hai ngày hôm nay. Và cũng không thể thiếu lời cảm ơn, đó là lời cảm ơn bố và dì ạ. Con xin cảm ơn bố và dì đã thương mẹ con trong suốt 12 năm nay, đã giúp đỡ mẹ con rất nhiều. Trong những lúc con khổ nhất, bố mẹ cũng giúp đỡ con và hai cháu ạ. Con xin được cảm ơn ạ. Và trước khi bà nội của cháu mất thì cũng có gửi con một chỉ vàng để tặng cháu Quỳnh. Và hôm nay con cũng tặng lại cháu, vì con đưa cho bác Cường thì bác Cường kêu là bác Cường xấu hổ nên không dám lên sân khấu. Và cũng báo cáo, mẹ cũng nói với hai con là hôm vừa rồi bố cũng sang đưa cho mẹ 10 triệu và để có ý là giúp đỡ mẹ thêm, nhưng mà mẹ cũng có ý là mẹ cũng nói là mẹ nhận là để cho hai con. Và hôm nay mẹ cũng trao lại cho hai con cái số tiền của bố đưa cho. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, và cũng xin được đỡ lời cho cô dâu và chú rể, xin được trân trọng và cảm ơn mẹ sinh thành ra cô dâu Xuân Quỳnh trong ngày vui ngày hôm nay. Và tiếp theo ban tổ chức xin được trân trọng và kính mời sự hiện diện của ông bà nội nuôi của cô dâu Xuân Quỳnh hãy cùng hiện diện đến sân khấu để trao những món quà, những kỷ vật thiêng liêng cho hai cháu nhân ngày vui ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông bà rất nhiều. Và xin được trân trọng kính mời những món quà, những kỷ vật thiêng liêng của ông bà nội nuôi ạ sẽ cùng hiện diện trở về với trung tâm sân khấu để trao những món quà, những kỷ vật thiêng liêng
cho hai cháu những ngày vui trong đời này. Sau món quà của ông bà nội nuôi thì xin được trân trọng kính mời món quà của bố mẹ nuôi ạ. Kính thưa toàn thể hội hôn, hôm nay chúng tôi rất vinh dự được nhận cháu nuôi, cháu Quỳnh là do bà nội chính của cháu gửi gắm hơn 10 năm nay. Hôm nay là ngày vui của cháu, ông bà tôi cũng có một tí quà. Chúc hai cháu hạnh phúc ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn món quà kỷ vật thiêng liêng của ông bà nội nuôi. Vâng, xin mời ông bà hãy cùng nán lại sân khấu để chụp ảnh lưu niệm với hai cháu. Vâng, xin cảm ơn ông bà. Xin mời ông bà về vị trí an toàn trên nước sân chầu và cùng chứng kiến chương trình đại lễ vô quy của đội bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện và món quà kỷ vật thiêng liêng của bố mẹ nuôi ạ. Sau món quà kỷ vật thiêng liêng của bố mẹ nuôi thì xin được trân trọng kính mời món quà của ông bà bác chiên nấu cũng chuẩn bị ạ. Sau món quà của ông bà bác chiên nấu thì xin được trân trọng kính mời ông chú bà thím Ngân Ninh cũng chuẩn bị. Vâng, xin mời ông bà ấy. Vâng, nhiếp ảnh ra khẩn trương ạ, vì thời lượng có hạn ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời món quà và kỷ vật thiêng liêng của ông bà chiên nấu ạ, hãy chuẩn bị ạ. Sau món quà và kỷ vật thiêng liêng của ông bà chiên nấu là món quà của ông chú bà thím Ngân Ninh cũng chuẩn bị ạ. Vâng, xin được trân trọng và cảm ơn bố mẹ nuôi rất nhiều. Và xin được trân trọng kính mời món quà kỷ vật thiêng liêng của ông bà bác chiên nấu nhé. Vâng, trên khấu lúc này là sự hiện diện của ông bà bác chiên nấu đã có những món quà các kỷ vật thiêng liêng để dành tặng cho cô dâu và chú rể những ngày vui ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn ông bà rất nhiều. Và xin được trân trọng kính mời món quà kỷ vật thiêng liêng của ông bà thím Ngân Ninh ạ. Sau món quà của ông bà thím Ngân Ninh thì xin được trân trọng kính mời gia đình bác An Hoàn chuẩn bị ạ. Sau món quà của bác An Hoàn là món quà của bác Tâm Minh thì xin mời bác cũng chuẩn bị đi ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời món quà kỷ vật của gia đình bác An Hoàn. Và cảm ơn ông bà thím Ngân Ninh rất nhiều với những món quà kỷ vật thiêng liêng để dành tặng cho đôi bạn trẻ những ngày vui ngày hôm nay. Và trên sân lúc này là sự hiện diện của đại gia đình bác An Hoàn có những món quà có việc kỷ vật thiêng liêng để dành tặng cho đôi bạn trẻ những ngày vui ngày hôm nay. Và xin mời món quà kỷ vật thiêng liêng của gia đình bác Tâm Minh ạ. Sau món quà kỷ vật thiêng liêng của gia đình bác Tâm Minh thì xin mời già Lý Hưng chuẩn bị. Sau món quà của già Lý Hưng là món quà của cậu mợ Luận Trà. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn gia đình bác An Hoàn và xin mời món quà kỷ vật của bác Tâm Minh. Và cũng xin được trân trọng cảm ơn món quà kỷ vật thiêng liêng của bác Tâm Minh rất nhiều. Và xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của già Lý Hưng ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời món quà của cậu mợ Luận Trà. Cậu mợ Luận Trà đâu ạ? Chuẩn bị ạ. Vâng, hai bé đã thay mặt cho cậu mợ Luận Trà để tặng cho chị và anh. Và xin được trân trọng kính mời già Đông Lô ạ. Sau món quà của già Đông Lô thì xin được trân trọng kính mời già Hạnh Bảy chuẩn bị ạ. Vâng, xin
xin được trân trọng cảm ơn già Đông Lô, xin được trân trọng kính mời già 27 ạ. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng. Vâng, xin được trân trọng kính mời món quà kỷ vật thiêng liêng của bác Vân Đức ạ. Sau món quà của bác Vân Đức thì xin được trân trọng kính mời bác Lan Nguyên hãy chuẩn bị ạ. Đám cưới cô dâu thật là đẹp. Xin được trân trọng kính mời bác Lan Nguyên và xin được trân trọng kính mời cầu mờ Vân Nghiêu chuẩn bị ạ. Vâng, xin mời cầu mờ Vân Nghiêu. Sau món quà của cầu mờ Vân Nghiêu là món quà của dì Huệ Toàn. Xin mời dì Huệ Toàn chuẩn bị. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng. Bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Vâng, xin được trân trọng kính mời món quà kỷ vật thiêng liêng của cầu mờ Chi Thuấn ạ. Vâng, xin mời món quà của cầu mờ Chi Thuấn. Sau món quà của cầu mờ Chi Thuấn là món quà của ông bà Tuyết Hoan ạ. Xin mời ông bà Tuyết Hoan chuẩn bị. Tôi đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Vâng, xin được trân trọng kính mời cầu mờ Chi Thuấn ạ. Sau món quà của cầu mờ Chi Thuấn là cầu mờ món quà của ông bà Tuyết Hoan ạ. Sau món quà của ông bà Tuyết Hoan thì xin được trân trọng kính mời bà già ở Hà Đông ạ, hãy trở về với sân khấu để dành tặng những món quà cho hai cháu. Vâng, xin được trân trọng kính mời bà mợ Hợp Huy ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời bà mợ Hợp Huy đó ạ. Sau món quà của bà mợ Hợp Huy là món quà của bà Dì Đào. Xin mời bà Dì Đào cũng chuẩn bị. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng. Bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, vừa rồi đôi bạn trẻ đón nhận được rất nhiều những tình cảm của đại gia đình. Quan viên phái đoàn họ nhà gái đã trao tặng cho đôi bạn trẻ nhân ngày vui ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và giây phút hoàng đạo của đại gia đình quan viên phái đoàn họ nhà trai cũng đã đến để đại gia đình quan viên phái đoàn họ nhà trai chính thức xin phép và được đón cô dâu Xuân Quỳnh trở về với khán phòng hôn lễ của gia đình để cùng tổ chức chương trình đại lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa các vị khách quý gần xa, được sự nhất trí của các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái, cháu Phong đã làm lễ gia tiên và được cụ đại diện đã chính thức nhận cháu từ nay trở thành con rể của gia đình và cháu rể là cháu rể trong dòng họ. Và lời xin dâu của bà Khoai thay mặt cho nhà trai đã được các cụ chấp nhận và đồng ý cho nhà trai được đón dâu. Bây giờ đã chuẩn bị đến giờ tốt để làm lễ ở bên nhà trai. Tôi xin phép tất cả các cụ, các ông, các bà cho bên nhà trai chúng tôi được đón cháu Quỳnh về để làm lễ gia tiên ở bên nhà trai. Trước khi ra về, thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới tất cả các cụ, các ông, các bà có mặt trong buổi lễ thành hôn hôm nay. Và một lần nữa, chúng tôi xin được cảm ơn sự đón tiếp của tất cả các cụ, các ông, các bà bên nhà gái. Xin chân thành cảm ơn. Và thay mặt nhà trai, tôi xin mời các cụ, các ông, các bà bên nhà gái bớt chút thời gian sang bên nhà trai để dự lễ thành hôn của các cháu ở bên nhà trai. Xin cảm ơn. Về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng. Tung bay giạt pháo rơi đầy đồng, cưới tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân,
cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thắm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung yên cầu. Yên cầu đưa em qua bên sông, yên cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đem đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang trên con đường đang đổ chán chán. Gió xa mây đông, tiếng sấm trời vẫn vang tiếng qua đồng hồ gió bay. Xa em đừng hay hay, xa em đừng để mà, đừng ăn thứ thật đừng chăm họ. Yeah.
chờ đợi trong một ít phút nữa để quý khách cũng như các cô, các chú, các bác, các chị trong nhà mình sẽ cùng ra phía ngoài tư gia chính, đó là khán phòng hạnh phúc, để chứng kiến nghi lễ tình yêu của đôi Tân Lang và Tân Đương. Phong và Quỳnh ơi, Quỳnh sẽ là dòng sông để Phong là biển rộng, Quỳnh sẽ là gió lộng để Phong là mây bay, còn Quỳnh sẽ là nắng mai để Phong là hoa đỏ, Quỳnh sẽ là lối nhỏ để Phong dìu bước vào đời. Trong nghi lễ tình yêu hôm nay, trong nghi lễ thành hôn của đôi Tân Lang và Tân Nương, xin mời hai bạn hãy quay mặt vào nhau làm nghi lễ chào nhân cưới. Kính thưa quý vị, nào hai bạn hãy quay mặt vào nhau và bàn tay thon thả ngọc ngà xinh xắn của nàng công chúa Xuân Quỳnh ơi, hãy đặt lên bó hoa tinh khiết để chàng hoàng tử gắn liền cuộc sống bằng chiếc nhẫn tròn xinh. Và quý vị hãy đổi những tràng hoa tay thật lớn để chứng minh cho nghi lễ tình yêu của đôi lứa. Sau khi chút giày cài nhẫn vào bàn tay của người con gái xinh đẹp, bàn tay của lấm nam nhi đại trưởng phu lại đặt lên bó hoa tinh khiết để cô gái, người con gái xinh đẹp lại cài vào đó chiếc nhẫn tròn xinh. Xin trân trọng kính mời. Vâng, là kính thưa quý vị, vừa rồi là nghi lễ chào nhẫn cưới. Ban âm thanh có thể nhỏ nhạt lại ạ. Hôm nay thì gió ơi hãy ngừng thổi, mây ơi hãy ngừng bay và chim ơi hãy ngừng hót, để lắng nghe hai con tim cùng chung nhịp đập. Trong nghi lễ tình yêu hôm nay, chú rể chào Phong hôm nay là một đấng nam nhi đại trưởng phu, không vì một lý do gì mà không hôn cô dâu một cái. Ban nhạc hãy dừng nhạc lại ạ. Dừng tất cả lại để lắng nghe hai con tim cùng chung nhịp đập. Và xin phép cô dâu Xuân Quỳnh, tôi sẽ mượn bó hoa trong giây lát, không hai người sẽ lấy đủ bó hoa để che đủ hôn đại gian. Phong ơi, hôm nay á, nếu mà Phong mà Quỳnh hôn nhau từ hôm qua trở về trước thì coi là nụ hôn này được là bất hợp pháp. Còn nếu mà hôm nay trở về sau hai người hôn nhau đã được chính quyền công nhận gia đình tác hợp, không vì một lý do gì mà không hôn, hai người này hôn nhau, vào môi thì sinh con trai, vào hôn lên má thì sinh con gái, tùy sự lựa chọn của Trọng và của Phong và Xuân Quỳnh. Tôi sẽ nối cầu truyền hình với tất cả quý vị, cho đôi bạn trẻ này hôn nhau kéo dài tới 15 phút, nếu không đủ thì đá tiếp hiệp phụ. Hội hôn đồng ý thì đổi những tràng hóa tay thật lớn đấy ạ. Vỗ tay không phải vì tiền mà vỗ tay chỉ là động viên kịp thời, vỗ lớn hơn nữa đấy ạ. Vâng, kính thưa quý vị, nào hai bạn hãy quay mặt vào nhau đi ạ. Bàn tay của Quỳnh đặt lên bờ vai của chú rể Phong đi ạ. Còn bàn tay của Phong thì đặt vào chỗ nào mà thường ngày Phong hay đặt nhất? Chẳng biết là chỗ nào thường ngày chú rể hay đặt nhất, nhưng hôm nay bờ eo sẽ là điểm tựa của đôi Tân Lang và Tân Nương. Tôi sẽ nối cầu truyền hình với quý vị. Tôi đến 1, 2, 3 thì nụ hôn bắt đầu. Khi nào tôi đến ngược 5, 4, 3, 2, 1 thì nụ hôn này mới thành công. Quý vị chuẩn bị này. Cô dâu chuẩn bị, chú rể chuẩn bị, toàn thể hội chuẩn bị vỗ tay. 1, 2, 3, bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, hết giờ, hết giờ. Nụ hôn đã chính thức thành công, đọc lại chiếc bổ môi của đôi Tân Lang và Tân Nương. Và nghi lễ trao nhẫn cưới đến đây cũng là một kỷ vật đầy ý nghĩa. Sau đây trân trọng kính mời cô dâu chú rể đã tiến về tháp bánh tròn xinh khơi nguồn cảm hứng hạnh phúc tình yêu, đó là cắt bánh khơi nguồn cảm hứng hạnh phúc tình yêu. Bạn tiên tuần gia đình có thể cho giúp một chiếc bật lửa để đôi bạn trẻ chúng tôi buổi cảm hứng hạnh phúc tình yêu, thắp nến tình yêu. Xin mời các bạn trẻ cho nhà mình mượn một chiếc bật lửa đi ạ. Một chiếc bật lửa để đôi bạn trẻ thắp nến tình yêu trên tháp bánh đi ạ. Thôi buổi cảm hứng hạnh phúc tình yêu này. Thưa quý vị, ánh nến lung linh tỏa sáng khắp nhân gian, chiếu khắp mọi nơi cả mảnh đất trần thế yêu thương. Và mảnh đất yêu thương này đã sinh ra trai tài gái sắc. Đôi Tân Lang và Tân Nương sẽ khơi nguồn cảm hứng hạnh phúc tình yêu bằng ánh nến lung linh và chia sẻ ngọt bùi trên khắp bánh. Nào, hai bạn sẽ cầm lấy những trang vật dụng của mình cùng các thất bánh đầu tiên để gắn liền cuộc sống tình yêu lứa đôi. Các bạn chung tay đi ạ. Nào, cô dâu chú rể. Sau khi thắp bánh đầu tiên, được cô dâu chú rể tận hưởng vị ngọt của một bầu yêu thương, tiến tới thắp bánh thứ hai, họ sẽ thấy nguồn cảm hứng này cũng tiếp tục trên nào.
thắp bánh tròn xin này, thắp bánh tròn xin một bầu yêu thương biểu lượng tình yêu dám xanh trong anh đồng hạnh phúc của người con gái. Thắp bánh tròn xin không có điểm đầu điểm cuối là sự trường tồn vĩnh cửu trong tình yêu. Xin cảm ơn quý vị cùng hướng lên phía trước để cùng cô dâu chú rể ơi hãy tiến về tháp rượu sông Bách tôn chào. Để bật màu đỏ yêu thương với nguồn cảm hứng này vô tình yêu đã trao cùng trao cho nhau những nụ hôn, trao cho nhau những kỷ vật và họ sẽ cùng với nguồn cảm hứng đó là tháp rượu sông Bách. Chú rể chồng son sẽ cười nút hết đầu tiên lắc thật mạnh để áp điểm áp lực của rượu sẽ bật lên một màu đỏ yêu thương. Vâng, quý vị hãy đổi những tràng pháo tay thật lớn nhé. Nào, hai bạn sẽ lần lượt cùng chung nhịp đập, cùng chung tay khơi nguồn cảm hứng hạnh phúc trên tháp diệp sông Bách. Một màu đỏ yêu thương tuôn trào chảy mãi, sự trường tồn này như kết nối tình yêu giữa đôi. Đầu tiên đã khép lại, xin mời tiếp tục chai rượu thứ hai. Đôi bạn trẻ sẽ rót vào hai chiếc ly nhỏ đầu tiên để sau đó là nghi lễ giao bôi. Phần còn lại tiếp tục tuyên nguồn cảm hứng này có tình yêu trên tháp rượu. Nào, hai bạn sẽ lần lượt rót vào những chiếc ly nhỏ nhỏ. Phần còn lại sẽ tiếp tục tuyên nguồn cảm hứng này có tình yêu trên tháp rượu sông Bách. Hai bạn tiếp tục thay một cảm hứng hạnh phúc tình yêu nào chung tay đi ạ. Tháp rượu sẽ chảy mãi như con tim của họ hòa cùng và nhịp đập trong mối tình yêu thương. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là nghi lễ tình yêu, họ treo nhẫn cắt bánh và rót rượu sông Bách. Còn ngay sau đây xin mời cô dâu chú rể cùng nâng ly tiến ra phía trước làm nghi lễ rượu giao bôi. Hai bạn sẽ đứng ra phía giữa sân khấu. Nào, hai người hãy quanh mặt vào nhau đi ạ. Móng tay nhau để làm nghi lễ rượu giao bôi. Tình nghĩa vợ chồng thì chung sâu sắc, tảo khang chi thi là đào trọng, mái ấm gia đình được kết chặt trong tình yêu. Nào cô dâu chú rể, chuẩn bị 1, 2, 3 rượu giao bôi bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị, và môi kể môi, tay trong tay họ đã trao nhau những ý nghĩa cho cuộc đời của ngày hôm nay. Và cô dâu chú rể chúng ta cùng trở lại những thắp ly, sau đó đón nhận những món quà kỷ vật ý nghĩa của gia đình hôm nay. Và hôm nay cô dâu chú rể sẽ đón được rất nhiều những món quà kỷ vật thiêng liêng do gia đình trao tặng. Trân trọng kính mời hai món quà đầu tiên của bà ngoại sẽ là sân khấu để trao quà. Trân trọng kính mời. Mái tóc thêm điểm bạc như chất chiêu nhọc nhằn nắng mưa bao ngày qua. Vâng ạ, cô dâu chú rể thì lắng nghe của bà là chúc cho hai cháu được trăm năm tình viên mãn và hạnh phúc trọn đời bên nhau, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Cô dâu chú rể cũng chúc bà khang ninh trường thọ, chúc bà mãi như bóng đa cổ thụ để tỏa bóng mát đón tàn con cháu sum vầy. Bà sẽ lưu lại trên sân khấu để chụp hình lưu niệm ạ. Sau món quà kỷ vật của hai bà ngoại thì tiếp theo là món quà ân tình nặng nghĩa của cha và của mẹ, người đã có công sinh thành dưỡng dục ra chú rể Trọng Phong. Vậy trân trọng kính mời hai bác người có công ơn sinh thành dưỡng dục sẽ cùng bước sân khấu để trao quà cho hai con của mình. Trân trọng kính mời. Thank you.
Vâng, kính thưa quý vị, và hiện nay trên sân khấu là bố mẹ thân sinh cho chú rể Trọng Phong. Cô dâu chú rể nào, hai bạn ơi, hãy nghiêng mình kính yếu cha mẹ đi ạ. Nào cúi đầu đáp lễ và xin tỏ lòng kính yếu với cha mẹ. Những món quà kỷ vật đầy ân tình nặng nghĩa hôm nay đó là một trong những ý nghĩa thiêng liêng của hai con. Cô dâu Xuân Quỳnh hãy nghiêng mình đón chào những món quà ý nghĩa của mẹ đi ạ. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng chẳng phủ kín công cha. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tình cha như biển rộng bao la, lòng mẹ như dòng suối ngọt ngào chảy mãi khôn nguôi. Dòng suối ấy vẫn trào chảy mãi như kết nối tình yêu thương của hai con. Cha và mẹ là những người chèo lái con thuyền tình yêu, còn con sẽ cùng hưởng tận vị ngọt trong hạnh phúc tình yêu của mái ấm gia đình. Kính thưa quý vị, trong giây phút thiêng liêng này, những món quà ân tình 9 tháng mẹ mang nặng đẻ đau, chỗ ước mẹ đứng chỗ khô con nằm, một tình yêu thương cao quả bao la chan hòa. Hôm nay trong ngày lễ u quy, lễ thành hôn cất bước về nhà chồng, rất mong cha mẹ người sẽ chèo lái con thuyền tình yêu, người sẽ dìu dắt cô dâu Xuân Quỳnh. Có lẽ nghi lễ trong nhiều đã xong thì cô dâu và mẹ hãy tiến lên phía trước một bước. Hai mẹ con tiến vào trước để tỏ lòng kính yêu với mẹ chồng, kết tình mẹ chồng nàng dâu. Quỳnh ơi hãy ôm mẹ chồng một cái để tỏ lòng tình yêu thương với mẹ. Nào hai mẹ con hãy ôm nhau một cái để kết tình mẹ chồng nàng dâu, và quý vị phía dưới đổ những tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn rất nhiều những món quà kỷ vật. Có lẽ hai bác sẽ cùng lưu lại trên sân khấu để chụp hình lưu niệm với cô dâu và chú rể. Có lẽ thêm một chiếc ghế nữa để mẹ và bố sẽ ngồi phía trước, cô dâu chú rể sẽ lán lại phía sau để cùng chụp hình lưu niệm chung với gia đình. Các anh các chị nhà mình đâu ạ? Có thể như còn một em trai nữa của chú rể Trọng Phong ạ. Nhà mình sẽ chụp chung một bức hình lưu niệm, sau đó thì cha mẹ chụp với cô dâu chú rể. Trong ngày hôm nay còn có các nhà báo phóng viên sẽ ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc đời của Lê Tân Lam và Tân Mưu. Kính thưa quý vị, hiện nay trên sân khấu là đại diện của gia đình chú rể Trọng Phong, những người thân, những người em, những người anh, những người chị và những thiên thần sẽ cùng bước lên sân khấu để chụp hình lưu niệm chung với cô dâu. Sao không cùng nhau xanh bước chung đường, tình này xin gửi về anh.